Sông quê tôi đổ về ba ngả, cây trái ngọt uống dòng phố xa. Đường qua trường khánh có người bạn qua, tù chê tùa hi u ta lửa thì. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh Nội Địa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu đến em dàn nội địa Sony Odeon M3. Dàn này kiểu dáng rất là đẹp. Gỗ nữa ha, loa bằng gỗ rất sang, các loa này bằng giấy màu trắng, rất sang trọng và điểm nhấn luôn. Cục vàng đúng combo tiêu vàng, màn hình to, hiển thị thông tin. Đây là Opica ha, sáng bóng, cái volume nút nhấn còn rất là đẹp luôn. Ông thấy dàn này đẹp trên 90% anh em ha, hàng vải nhập về còn đẹp và hoạt động hoàn hảo với chức năng luôn. CD, MD và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth và ngõ 3.5 ha, ngõ audio in nè. Thì có ngõ audio out để anh em kết nối dùng cái cục này như một đầu phát luôn ha. Cặp loa đúng combo theo dàn, loa em còn đẹp luôn anh em ha. Loa này công suất tầm khoảng 40-50W một thùng nha, bass 12. Cái này trưng bày sưu tầm nên nhạc số cũng rất là phù hợp, đặc biệt giá dàn này rất là rẻ nè. Giá hiện tại hàng bãi nó đã hạ rất là nhiều so với hồi xưa rồi, nên dễ rất là dễ chơi ha anh em. Mua về tặng người thân, nhân dịp Tết, đặc biệt những cụ lớn tuổi rất là thích những cái dàn cổ điển như thế này. Rồi với hoạt động tốt, CD, MD thì AUX thì đã đáp ứng đủ được cái nhu cầu anh em sử dụng rồi. Dàn này thì mình có hai dàn ha, một dàn đẹp keng thế này thì là giá 1 triệu thôi. Còn một dàn nữa tương tự, nó không có cái nắp CD đây, thì dàn đó là thanh lý, giá 800 ngàn. Anh em cứ mua quan tâm thì cứ nhắn Zalo mình 0981333246 để mà xem hình ha. Chi tiết những cái hàng mình thanh lý, hàng đăng bên đó mình đăng rất là nhiều nha anh em. YouTube thì mình chỉ đăng một số cái video mình quay test hoặc là test giao cho khách thôi ha. Mình test chức năng là chức năng audio in, nhạc từ jack 3.5 ha, phát nhạc bên YouTube của con iPhone 4S phát qua. Rồi mình test chức năng CD. CD thì mình cũng ghi từ máy tính ra thôi anh em ơi, những CD bình thường mình ghi từ nhạc file lossless ra thôi, không phải CD gốc, CD tuyển gì đâu. Mình âm thanh ok hết nhưng mà mình nhỏ nhỏ để nó không dính bản quyền anh em ơi. Hiện tại YouTube nó đang xét bản quyền rất là căng, rất là mệt. Rồi anh em chỉnh được màu màn hình nha, color nè anh em chọn đó. Rồi anh em có thể chỉnh được thời gian nè, rồi hẹn giờ nè, rồi chế độ âm thanh, anh em bấm Enter nè. Đây là DS GX là chế độ tăng cường bass ha. Anh em xuống là Preset Equalizer là những chế độ anh em cài đặt sẵn nè. Nhưng có cái thế này, anh em chọn cái nào mà phù hợp với cái sở thích của mình anh em chọn thôi, rất là dễ nha. Tiếng Anh rất là dễ sử dụng. Rồi mình tới chế độ MD. Rồi mình chuyển qua chế độ MD nha nè. Mấy lâu nay thì YouTube nó luôn luôn xét bản quyền rất là cao, cho nên là những cái video mình đăng luôn luôn bị warning nha, rất là phiền. Khá tốt nha nè. Anh em qua bài tua bài bằng cái núm dặn này luôn nha, hay dùng qua bài khác. Dặn này là dặn CD test nè, nên hiển thị được cái tên bài hát đây luôn, cũng rất là dễ để theo dõi nha nè. Cái âm rất là hay, nãy mình đã test bên nhà YouTube thì anh em đã nghe rõ đó. Giá này chỉ 1 triệu thôi. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh, nhấn thông báo bên phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.